Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với một tuần mới và chúng ta lại có cơ hội để gặp lại nhau trong DeFi Discussion, một điểm hẹn đã quá quen thuộc vào mỗi thứ hai đầu tuần. Như thường lệ thôi, như những cái tập DeFi Discussion trước đây thì chúng ta cũng sẽ có những cái câu chuyện thú vị xoay quanh thị trường crypto và đặc biệt là mạng thị trường DeFi. Tuy nhiên là trước khi đi vào cái nội dung chính mà chúng ta sẽ khai thác đa chiều ở trong cái tập podcast tuần này thì rất là vui khi lại có cơ hội được ngồi nói chuyện cùng với anh Poseidon, một gương mặt, một người đồng hành đã quá quen thuộc với chúng ta trong cái series podcast này rồi. Rồi ok, hello, xin chào anh Poseidon và rất vui khi được gặp anh trong DeFi Discussion tuần này. Hi, xin chào Nguyên và tất cả anh em đang theo dõi DeFi Discussion. Rất vui khi được gặp lại anh em trong một cái tập mới và trong một cái tuần mới trong cái hành trình mà chúng ta cùng nhau đồng hành với nhau để mà tham gia thị trường crypto này. Ok, thì thực sự là nếu như mà nhìn về thị trường trong tuần vừa rồi, thực ra không phải là riêng tuần vừa rồi mà là 2 đến 3 tuần gần nhất thì thực sự là thị trường không có quá nhiều cái diễn biến nó sôi nổi. Cho nên là trong cái bối cảnh mà nó cũng hơi trầm lắng như thế này thì chắc là chúng ta sẽ ngồi ôn lại với nhau một vài cái câu chuyện cũ một xíu, kể lại với nhau những cái câu chuyện từ cái chu kỳ trước, đâu đó từ 2020-2021. Và chúng ta sẽ nói một xíu về các cái mô hình từ giai đoạn đó, liệu là những cái mô hình đó nó đã gọi là tàn lụi hay chưa, hay là có những cái mô hình nào mà nó đã sống sót qua cái giai đoạn 2020-2021 và nó đang đâu đó vẫn duy trì được cái sức hút và sự quan tâm của thị trường trong giai đoạn này. Thì đó sẽ là chủ đề của chúng ta trong DeFi Discussion lần này. Ok, thì chắc là cái câu hỏi đầu tiên nhìn cho anh Poseidon, một cái câu hỏi mà nó sẽ có một cái độ bao quát chung nhất. Chúng ta sẽ nói về những cái hệ sinh thái nền tảng đi, các cái layer 1. Thì cũng bẵng đi một cái khoảng thời gian, đâu đó tầm 3-4 năm rồi, sau một cái chu kỳ, thì chúng ta thấy có những cái hệ sinh thái thì nó vẫn đang gọi là nó đang phát triển rất là tốt, nó có những cái cập nhật rất là đáng chú ý. Nhưng mà có những cái hệ sinh thái thì em tạm gọi là nó hơi zombie một xíu. Thì đâu là cái điểm đặc trưng để phân biệt để giúp các cái hệ sinh thái mà nó có thể tồn tại và nó phát triển tốt ở thời điểm hiện tại, và những cái hệ sinh thái mà nó hơi chìm một xíu thì lý do là tại đâu? Thì cũng muốn biết cái góc nhìn của anh Poseidon về cái câu chuyện này. Ừ, thì đây là một cái câu hỏi mà thuộc dạng là back to basic ấy, tức là chúng ta quay về cái nền tảng nhất của thị trường rồi. Tại vì những cái hệ sinh thái là một thì chúng ta đã nói với nhau quá nhiều, và mình vẫn, cái quan điểm của mình nó vẫn thế thôi. Dưới góc độ là một cái nhà đầu tư thì thực ra là một, những cái level 1 mà mình nhìn vào và mình đánh giá là nó thành công thì nó phải làm được cái yếu tố đó là có cộng đồng người dùng và có dòng tiền nó luôn luôn duy trì và phát triển, thì đó là hai cái quan trọng nhất. Và nếu mà chúng ta nhìn lại các cái level 1 mà nó xuất phát từ sớm, từ 2017 đến nay, thì chúng ta thấy rằng hiện tại nếu mà để nói thực sự dùng từ, chúng ta có thể dùng từ phát triển ấy, tức là gọi là không chỉ là tồn tại mà thậm chí nó còn đạt được những cái đỉnh cao mới, thì rõ ràng chúng ta thấy ngay được là Ethereum và Solana, đúng không ạ? Nó đại diện cho hai cái tên nó khá là điển hình. Thì nhìn vào hai cái cây thành công này thì chúng ta dễ thấy ngay được một số cái điểm chung. Thì đầu tiên đó là cả hai cái hệ sinh thái này, cái dự án người ta đều giữ nguyên được cái định vị và giá trị cốt lõi. Đó, có nghĩa là khi mà cái mục tiêu nó xây dựng từ ban đầu á, và cái mà nó làm cho người ta gợi nhớ đến cái dự án của nó thì nó vẫn luôn giữ được cái đặc trưng đó. Mình lấy ví dụ như Ethereum thì nó luôn luôn gợi nhớ đến chúng ta là cái sự phi tập trung, đúng không ạ? Sự ổn định trong bảo mật, trong vận hành, và một cái đội ngũ team dev phải gọi là cực kỳ giỏi và luôn đưa ra được những cái gọi là đi đầu, những cái xu hướng, những cái thay đổi về mặt công nghệ để mà khắc phục chính điểm yếu của bản thân mình, cũng như mở ra những cái hướng phát triển mới cho L1 nói chung và cả những cái L2 nói riêng. Thì đó là cái giá trị, cái định hướng, cái định vị và cái giá trị cốt lõi của Ethereum. Tương tự như vậy thì Solana, thì gửi nhớ nói đến Solana cái này chúng ta phải nhớ đến cái tốc độ giao dịch rất là nhanh và chi phí rất là rẻ. Mặc dù hiện tại cũng có những cái hệ sinh thái khác nó đi theo hướng này, ví dụ như Aptos, ví dụ như là Sui, nhưng mà Solana vẫn luôn luôn làm được câu chuyện đó bất chấp cái market, cái
cái lượng người dùng và cái volume giao dịch ngày càng lớn trên nó thì hiện tại người ta vẫn cảm thấy ổn với những cái yếu tố như là chi phí thấp để giao dịch nhanh mà Solana đưa ra đó. Thì cái thứ hai mà mình muốn nói đến đó là nó có sự phát triển về mặt công nghệ, về mặt sản phẩm không ngừng. Thì nếu mà anh em chịu khó theo dõi thì trong cái giai đoạn mà thị trường nó ảm đạm từ 2023 đến nay ấy, đó, thì đặc biệt là trong cái năm nay thì anh em có thể thấy là Ethereum người ta vẫn đưa ra được những cái cập nhật về mặt sản phẩm liên tục. Ví dụ như tháng 3 năm 2024 thì chúng ta có cái nâng cấp Dancun đúng không ạ? Thì Dancun này cũng là một cái bản update rất là lớn với nhiều cái đề xuất cải tiến mà nó khiến cho chi phí giao dịch trên các cái L1 và cũng trên Ethereum nó riêng và trên trên Ethereum nói chung và trên các L2 nó riêng nó giảm đi rất là đáng kể đó. Và bên cạnh đó thì Ethereum nó không chỉ nó phát triển cho công nghệ cho bản thân nó mà nó còn tài trợ và tạo điều kiện cho các cái dự án nó góp phần, mình dùng từ là đa dạng hóa và phát triển chính cái hệ sinh thái của Ethereum. Ví dụ như là chúng ta có các cái L2 đúng không ạ, các cái liquid staking và các cái liquid restaking. Ethereum luôn luôn ủng hộ và tài trợ những cái ý tưởng này, mặc dù là sẽ có những cái first ban đầu nó liên quan đến bảo mật rồi sự tập trung bla bla, nhưng cuối cùng thì chúng ta thấy rằng những cái ý tưởng này nó vẫn đã thành công, ví dụ như Lido Finance hay là Asian Layer vân vân. Tương tự như vậy thì chúng ta thấy Solana thì người ta cũng có những cái cải tiến nhưng mà theo cái hướng khác, tức là người ta đưa ra được những cái định hướng phát triển nó phù hợp với cái hệ sinh thái, phù hợp với đặc điểm của hệ sinh thái của mình, tức là khuyến khích và phát triển các cái trend phù hợp như là meme coin chẳng hạn, như là GameFi, như là NFT, và đồng thời là nó thu hút các cái dự án tiềm năng và airdrop cho người dùng đó. Anh em có thể thấy là trong cái đợt 2024 vừa rồi thì rất là nhiều dự án trên Solana có airdrop, ví dụ như là Jupiter đúng không ạ, cũng là một cái dự án airdrop rất là lớn, và đa phần anh em nếu có trải nghiệm cái sàn này thì đều chúng airdrop, cái điều kiện nó cũng rất là dễ thôi đó. Rồi sau đó là cái meme coin là WAN đúng không ạ, rồi sau đó là sàn RIP và một số cái sản phẩm Zito các thứ nữa rất là nhiều, và đa phần các cái airdrop nó rất là lớn, giá trị nó cũng nhà nhà thì cũng vài nghìn, và đôi lúc thậm chí như Zito có những người trúng lên mấy chục nghìn là chuyện bình thường. Cho nên là những cái thay đổi về cái định hướng phát triển này nó giúp cho người dùng quay trở lại, dùng tiền quay trở lại với Solana, và có nhiều thời điểm Solana nó vượt trên cả khối lượng giao dịch cả Ethereum. Thì đó là cái đặc điểm thứ hai, tức là luôn luôn có một cái sự nâng cấp, sự phát triển và có một cái chiến lược định hướng phát triển nó phù hợp với cái bản thân hệ sinh thái mình. Và cái đặc điểm thứ ba của hai cái hệ sinh thái mà mình thấy thành công này là người ta khá là tôn trọng cộng đồng và kiểu người ta xây dựng được một cái cộng đồng trung thành. Ví dụ như gần đây mình có đọc một cái first liên quan đến Ethereum, khi mà Ethereum Foundation người ta nạp ETH lên trên sàn và nó tạo ra một cái first kiểu như người dùng nghĩ rằng chính bản thân Ethereum Foundation đang xả ETH. Thì ngay sau đó thì những cái người liên quan người ta đã có một cái động thái rất là hay, đó là công khai những cái chi phí, những cái ngân sách liên quan đến Ethereum Foundation trong cái thời gian để mà chứng minh là người ta đã dùng tiền để làm gì. Thì nó cho thấy phần nào cái sự gọi là tiếp thu ý kiến và tôn trọng cộng đồng khá là nhiều. Tương tự như vậy thì anh em có thể thấy là hệ sinh thái Solana người ta cũng có cái khả năng đó là xây dựng một cái cộng đồng hết sức là kiểu trung thành đó, kiểu như một cái văn hóa, và Ethereum thì rõ ràng như vậy rồi. Đó là ba cái yếu tố mà mình thấy được ngay là những cái L1 nó thành công. Rồi ba yếu tố đó nó đem lại, thứ nhất là nó góp phần duy trì người dùng và dòng tiền, thứ hai là nó giúp tăng trưởng người dùng và dòng tiền trong dài hạn. Thì khi mà các cái dự án liên tục, người ta thông thường người ta hay dùng từ bắt trend, nhưng mà đối với Ethereum và Solana thì mình nghĩ là đôi lúc nó ở tầm tạo trend, ví dụ như là tạo ra cái trend về liquid staking này, tạo ra cái trend về meme coin trên Solana này, tạo ra cái trend về airdrop vân vân. Đó, nó ở cái tầm đó rồi, cho nên là mình không có thấy bất ngờ khi mà những cái hệ sinh thái này người ta thành công như vậy. Tại vì kiểu ta phát triển, người ta tạo ra game cho người dùng mà, để người dùng có thể kiếm tiền trên đó mà, cho nên là ở đâu có lợi nhuận thì đó có dòng tiền thôi. Và chúng ta thấy được cái sự thành công của hai cái hệ sinh thái này. Còn ngược lại thì đối với cái hệ sinh thái mà nó trở nên kiểu nó mất vị thế ấy, thì chúng ta sẽ bắt gặp những cái đặc điểm gọi là nó đối lập lại, tức là không có đưa ra được những cái cập nhật nó thích đáng, mặc dù người ta sẽ có một số hệ sinh thái người ta vẫn đưa ra những cái update, nhưng mà khi mà chúng ta đi sâu vào những cái update đó thì nó
nó không tác động trực tiếp đến cái người dùng và dòng tiền, mà nó chỉ là một cái update mà nó hơi kiểu vô thượng vô phạt thôi, và thực ra nó không có nhiều tác dụng lắm. Thì ở đây mình không muốn search bất kỳ dự án nào cả đó, nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng có những cái hệ sinh thái là một trước đây nó từng rất là lớn, ví dụ như Polkadot chẳng hạn, ví dụ như là Cosmos chẳng hạn, thì nó kiểu nó vẫn hoạt động, nó vẫn duy trì, hay là thậm chí Avalanche chẳng hạn, nó vẫn hoạt động, nó vẫn duy trì đó, nhưng mà chúng ta không thấy được cái sự bùng nổ ở như cái thời điểm trước nữa. Và đó là cái dấu hiệu mà chúng ta nên gọi là hạn chế đưa vào những cái dự án như vậy vào cái danh mục đầu tư. Thì đó là cái quan điểm của mình. Thực ra thì rất là đồng ý với anh Poseidon về những cái chia sẻ đó. Thì có thể là cái cách em tóm tắt lại nó hơi khác một xíu, nhưng mà em nghĩ là đâu đó cái đại ý chung nó cũng sẽ tương tự như vậy. Thì em nhìn hai cái khía cạnh, đó là một là cái capital gain, tức là cái nói nôm na là cái narrative, tức là người ta quan tâm đến cái hệ sinh thái đó, và người ta quan tâm đến những cái trend, những cái narrative ở trên cái hệ sinh thái đó, và người ta bỏ tiền vào. Thì khi mà nhiều người mua thì cái dòng tiền nó sẽ đổ vào cái đồng coin đó, thì đâu đó nó sẽ có cái hiệu ứng về mặt tăng giá, thì chúng ta có thể tạm gọi cái đó là capital gain. Còn cái câu chuyện thứ hai, cũng anh Bosen cũng có đề cập hồi nãy, là cái câu chuyện về cash flow, tức là khi mà người dùng sở hữu những cái tài sản đó thì họ có cách để tạo ra một cái dòng tiền mới, có thể là airdrop, có thể là từ yield to staking các thứ chẳng hạn. Thì nếu như mà gộp chung được những cái yếu tố đó vào, thì có thể là khi mà xây dựng những cái mô hình mà nó những cái kết cấu sản phẩm mà nó đáp ứng được hai cái yếu tố đó, thì có thể là người dùng sẽ quan tâm nhiều đến cái hệ sinh thái đó, và họ thứ nhất là bỏ tiền vào, và thứ hai là họ an tâm, họ để cái tiền đó ở lại trong một khoảng thời gian dài, bởi vì họ có cái cash flow mà, có cái dòng tiền mà. Thì đó là có thể tạm gọi là một cái công thức mà chúng ta thấy được ở cái các cái hệ sinh thái layer 1 mà nó đã có những cái tạm gọi là những thành công đôi chút trong cái giai đoạn gần đây. Ok, thì câu hỏi tiếp theo nó sẽ là một cái mảng thị trường mà chúng ta rất là ít khi mà nói trên cái podcast này, nhưng mà tuần vừa rồi thì cũng có một vài cái sự kiện nó cũng liên quan đến cái mảng thị trường này, và cũng rất là đáng chú ý. Thì chắc là nhiều anh em cũng đoán được, đó là cái mảng thị trường NFT. Thì đây là một cái chủ đề mà chúng ta khá là ít nói, nhưng mà cũng xứng đáng để chúng ta bàn rất là sâu trong cái bối cảnh hiện tại. Bởi vì chúng ta biết là giai đoạn 2021 đúng không? 2021 thì nó nổi lên những cái trend về game, GameFi và NFT, có thể coi là một cái kỳ vọng mới của thị trường ở giai đoạn đó. Tuy nhiên là ở thời điểm hiện tại, khi mà chúng ta nhìn về những cái thông số về volume ở trên các cái NFT marketplace, thì chúng ta thấy là cũng có những cái đà giảm nó khá là sâu, và thậm chí là trong tháng 8 vừa rồi, em nhớ không nhầm, là nó chạm về cái mức thấp nhất của năm. Thì anh nghĩ cái thị trường NFT á, nó đang có cái điểm nghẽn ở đâu, và cần cái mảnh ghép gì để khơi thông được cái mảng thị trường này trong giai đoạn hiện tại? Thì có thể là chúng ta sẽ nói chung luôn cho cả các cái bộ sưu tập lẫn các cái sàn marketplace luôn. Thì không biết là cái góc nhìn của anh về câu chuyện này là như thế nào? Thì thực ra NFT chúng ta có một cái giai đoạn bùng nổ rất là lớn vào năm 2021, là theo mình là cái nguyên nhân chủ yếu là đến từ cái câu chuyện đầu cơ thôi, nó là lợi nhuận thôi. Khi mà nếu mà chúng ta lội ngược dòng về quá khứ một chút, thì vào khoảng tháng 3/2021 thì có một cái bộ sưu tập Everyday gì đó của cái ông Mike Wickerman, thì ông này ông bán được với 69.3 triệu USD, và đây là một trong những kiểu những cái tin mà nó làm bùng nổ, và nó là chất xúc tác bên trên thị trường NFT bùng nổ. Sau đó thì sau đó anh em có thể thấy là trong thị trường crypto thì rất là nhiều bộ sưu tập NFT, đặc biệt là những cái bộ sưu tập kiểu cổ á, nó đã tăng trưởng nhanh chóng và tạo ra một cái xu hướng đầu cơ, nó gọi là như kiểu mà Bitcoin để đầu á, như ví dụ như là CryptoPunk hay là BIAC gì đó, BOF đúng rồi. Và đồng thời là đi cùng với nó là cũng rất là nhiều những cái câu chuyện mà chúng ta thấy là đổi đời, đúng không? Từ NFT, người ta show ra những cái ví, những cái NFT có thể bán một phát là vài trăm nghìn đô, vài triệu đô, và cái sự tham lam của con người thôi. Thì trong cái thị trường đầu cơ, sau khi mà anh em mua cái ngày mai, anh em có thể bán với giá x5 x10, như kiểu chúng ta mua pre-sale hay là mua private coin của những cái năm 2017, thì nó làm cho NFT bùng nổ hết sức là nhanh chóng.
Và bởi vì những cái sự bùng nổ này thì nó đến từ câu chuyện đầu cơ mà, như mình đã nói từ đầu, thì cho nên là khi mà cái thị trường NFT nó đạt đỉnh và đồng thời cùng với việc đó là thị trường crypto nó lao dốc thì các cái NFT nó bị mất giá và thậm chí là nó gặp khó khăn như hiện tại là cái chuyện nó cũng rất là bình thường. Khi mà anh em phải lưu ý rằng là thị trường NFT nó còn có cái tính thanh khoản nó rất là kém hơn các cái token các coin rất nhiều. Thì anh em có thể thấy trừ một số những cái NFT mà nó gọi là thương hiệu của thị trường này thì nó vẫn có cái giá trị gọi là sưu tầm và vẫn có những cái mức giá nó khá là cao ấy. Thì đa phần các cái NFT nhỏ lẻ thì rất là nhiều, có thể mình nghĩ chắc là đến hàng triệu bộ sưu tập nó nhỏ nhỏ khác thì nó đều gọi là sụt giảm nghiêm trọng và hầu như không có thanh khoản giao dịch. Thì quay lại cái câu chuyện đó là thị trường NFT nó đang ngã ở đâu, thì thực ra đối với mình thì thị trường NFT nó đã có thay đổi khá nhiều, thể hiện ở chỗ đó là thực ra các hệ sinh thái ngày nay nó phát triển thì nó quan tâm đến NFT rất là nhiều và luôn luôn sẽ có một cái marketplace cho NFT và thậm chí có nhiều hệ sinh thái nó còn airdrop hoặc là đưa ra những cái bộ sưu tập mà NFT để người dùng có thể mua và sau đó nhận được airdrop vân vân. Và NFT nó không chỉ đơn thuần là cái câu chuyện mà chúng ta mua và đầu cơ như ngày xưa. Hiện tại thì NFT ngoài những cái NFT mang tính là sưu tầm á, thì nó còn phân loại ra rất là đa dạng, ví dụ như NFT trong game file, NFT để dùng để làm profile trên avatar ví dụ như dạng như vậy, hay là NFT để dùng để làm membership hay là để mà được hưởng các cái đặc quyền nào đó rất là nhiều đó. Và thậm chí là được sử dụng trong một số các lĩnh vực DeFi như là reward asset vân vân. Thì tức là cái sự đa dạng trong cái hình thái của NFT và cái ứng dụng của nó đã phong phú rất là nhiều rồi. Bên cạnh đó thì những cái dự án mà nó minh nha khai thác những cái khía cạnh khác của NFT á, nãy như mình nói ví dụ như là landing, ví dụ như reward asset, ví dụ như là các cái dự án làm về long path, long pool gì đó thì người ta bắt đầu khai thác những cái khía cạnh khác của NFT vẫn có, nhưng mà thực ra thì những cái điều đó hiện tại anh em có thể thấy là nó vẫn không đủ để mà kéo thị trường trở lại. Cũng rất là nhiều cái ý tưởng mới rồi, nhưng mà mình cũng có theo dõi một số, nhưng mà điều đa phần đều đang gọi là chết dần chết mòn. Thì theo mình cái nguyên nhân chính là bởi vì mặc dù thứ nhất mặc dù là NFT đã đa dạng hơn, đã có nhiều tính ứng dụng hơn, nhưng mà thực tế ra thì cái tính ứng dụng đó nó chưa gọi là chưa thực sự cần thiết đối với cái sự phát triển của thị trường tại thời điểm này. Mình tức là kiểu như có thể là có những cái công nghệ, có những cái sản phẩm rất là hay, nhưng mà tại thời điểm này thì thị trường người ta chưa có cái market size đủ lớn để mà làm những câu chuyện như vậy. Ví dụ như câu chuyện về định danh điện tử chẳng hạn, thì thực ra hiện tại bây giờ trong cái thị trường truyền thống của chúng ta, như chúng ta làm căn cước công dân vậy đó, hoặc là bằng lấy biển số xe đó, tức là mỗi cái là duy nhất đó, thì chúng ta có thể định danh bằng NFT được đúng không? Nhưng mà thực ra cái câu chuyện định danh điện tử như vậy thì nó mới bắt đầu phát triển trong thị trường truyền thống thôi, và nó mới những năm gần đây thôi, và nó đang là xu hướng ở trong thị trường truyền thống. Nhưng mà để mà anh em có thể tưởng tượng là để nó thành xu hướng ở trong thị trường crypto thì nó còn rất rất lâu nữa, có thể tưởng tượng như vậy đó. Và thì do đó là cái lý do đầu tiên, tức là ứng dụng thì đa dạng, sản phẩm thì vẫn có, nhưng mà cái thị trường nó chưa có cần, nó mình cứ nó thạc vào như vậy cho nên nó không có dư địa phát triển. Cái yếu tố thứ hai đó là rất là nhiều cái sàn giao dịch marketplace của NFT nó gặp khó khăn khi mà thị trường nó bị thanh khoản nó bị giảm khá là nhiều. Kể cả anh em có thể giao dịch trade, anh em có thể thấy là thanh khoản nó bị giảm rất là nghiêm trọng, và thậm chí Bitcoin mà nhiều thời điểm chúng ta thấy giá nó dần lên dần xuống theo kiểu vô tội vạ, mà kiểu không có thanh khoản á. Cho nên là chúng ta phải hiểu rằng cái thị trường NFT nó còn tệ hơn như vậy rất là nhiều, cho nên là cái việc mà thanh khoản nó thấp dẫn đến cái khối lượng giao dịch nó giảm nghiêm trọng và dẫn đến cái việc mà giá NFT nó sụt giảm, cái điều cũng rất là dễ hiểu. Và cái yếu tố thứ ba đó là không có một cái trào lưu nào nó đủ lớn để mà lít lại cái trend NFT thêm một lần nữa. Bỏ qua cái câu chuyện về lợi nhuận, thì ngoài lợi nhuận đi thì chúng ta chưa thấy được một cái narrative nào về NFT mà kiểu nó thực sự nó tạo ra cái hứng thú như thời điểm ban đầu. Thực ra là có, nhưng thực ra là đầu vào giữa 2024, đầu 2024 thì chúng ta có một cái câu chuyện nó liên quan đến cái Ordinal của Bitcoin, đúng không ạ? Nếu anh em còn nhớ thì Ordinal nó thực ra nó cũng là một dạng NFT á, thì anh em có thể thấy đó cũng là một cái cú ích, nhưng mà
Nhưng mà cái COVID đó nó chỉ giới hạn ở trong cái khía cạnh mới. Khía cạnh nó khai thác khá là mới và nó lợi dụng cái sự FOMO của Bitcoin. Cái thời điểm là Bitcoin ETF là một cái dạng mới để mà đầu cơ. Nói chung là nó cũng quay lại cái câu chuyện đó là trend về đầu cơ thôi. Chứ thực ra nó cũng không phải là một cái narrative nào nó khác và nó có cái bản chất nó thay đổi cả. Cho nên là NFT hiện tại nó vẫn đang gặp nghẽn. Thì đó, theo mình đó là ba cái lý do chính. Và với ba cái lý do đó thì thành ra nó lại tạo ra một cái lý do cuối cùng, đó là những cái nhà đầu tư hiện tại đa phần người ta đang có cái động thái là bán ra các cái NFT thay vì là mua vào, nên nó thành ra nó lại kéo thị trường đi xuống một khúc nữa. Thì đó là bốn lý do mà mình nghĩ rằng nó khiến cho NFT hiện tại đang gặp khó khăn. Ok, thì riêng về cái câu chuyện NFT này thì em thấy là giai đoạn trước thì nó tức là cái việc sở hữu NFT thì nó giống như kiểu là một cái hình đại diện nhiều hơn. Nhưng mà thời gian gần đây thì chúng ta thấy là có một cái câu chuyện là giống anh Poseidon có đề cập hồi nãy, đó là cầm NFT thì cũng được một cái cash flow cũng khá là ấn tượng, đó là từ cái airdrop, đúng không? Thì chúng ta thấy là những cái bộ sưu tập ví dụ như là Penguin này chẳng hạn, hoặc là các cái bộ sưu tập ở bên Celestia các thứ thì họ hoặc là trước đây thì chúng ta có Matlab bên Solana thì họ cũng có một vài cái airdrop. Tuy nhiên là cái câu chuyện ở đây là gì? Cái câu chuyện ở đây là cái đầu vào, cái entry nó khá là, em nghĩ là nó cũng khá là khó đối với nhiều người về mặt kích thước vốn nè, rồi về cái câu chuyện thứ hai là ví dụ như là về cái thanh khoản, đúng không? Tức là ví dụ như mình mua coin hoặc mình mua token á thì mình có thể mua từng cái phần lẻ lẻ, nhưng mà NFT thì thực ra nó có những cái option, tức là mua từng cái mảnh nhỏ của NFT. Nhưng mà hiện tại hồi xưa thì có một vài dự án họ cũng làm cái câu chuyện đó, nhưng mà chúng ta không thấy được có một cái giải pháp gì đó nó thực sự triệt để cho cái câu chuyện này, để nó có thể đưa NFT về cái cách mà chúng ta thường giao dịch giống như các cái token. Thì cái rào cản đường vào nó cũng là một cái câu chuyện. Và song song với cái câu chuyện là nếu như mà mọi người đến vì hai cái yếu tố, đầu tiên là cái capital gain, tức là cái việc là cái bộ sưu tập đó nó có narrative gì hay không, mà nó có tạo được cái demand cao hay không, thì mọi người cảm thấy là nó sẽ tăng giá thì mọi người sẽ vào, là cái yếu tố thứ nhất. Thì cái thứ hai là cũng liên quan đến câu chuyện về airdrop, thì như một cái tập mà bọn mình từng chia sẻ về cái câu chuyện về airdrop á, thì nếu như mà mọi người nhìn nó ở cái góc độ là mua một cái NFT để có một cái dòng tiền từ airdrop, mà nếu như mà cái airdrop nó sau một cái khoảng thời gian nó bắn đi chẳng hạn, hoặc là gọi là nó không còn bỏ, tức là cái số tiền họ thu về nó không còn nhiều nữa, thì có thể là họ sẽ đâu đó cảm thấy đây là một cái quyết định đầu tư nó không phù hợp, thì đâu đó họ cũng sẽ thoái vốn chẳng hạn, thì nó cũng ảnh hưởng nhiều đến cái câu chuyện thanh khoản của NFT như anh Poseidon có đề cập. Rồi thì ok, chắc là chúng ta sẽ nói một xíu về cái câu chuyện dòng tiền đi. Thì cũng có một cái cách đầu tư một cái mảng dự án cũng được nói đến khá là nhiều thời gian gần đây, đó là các cái dự án mà đề xuất chia fee cho người dùng. Thì chúng ta cũng thấy là các cái dự án mà DeFi đời đầu từ cái chu kỳ trước, ví dụ như là Arbitrum này, thì họ cũng đã có đề cập đến cái câu chuyện là sẽ chia lại cái phí thu về lại cho người dùng, những cái staker ARB, hoặc là các cái giao thức DeFi ví dụ như là AV hay Uni thì họ cũng đang rục rịch rồi, mặc dù là chúng ta cũng chưa thấy được là một cái động thái nào cụ thể, nhưng mà họ cũng đã rục rịch về cái câu chuyện đó rồi. Vậy thì cái câu chuyện chia sẻ doanh thu á, thì chúng ta nói rất là nhiều trong quá khứ rồi, rất là nhiều lần rồi, nhưng xét trong cái bối cảnh hiện tại của thị trường nhá, tức là trong cái những cái vấn đề hiện tại này, ví dụ như là pháp lý này, hoặc là những câu chuyện liên quan đến thanh khoản rồi các thứ đó, trong bối cảnh hiện tại của thị trường, thì anh nghĩ đây có phải là một cái mô hình ổn định để chúng ta tích hợp vào cái danh mục của mình ở thời điểm hiện tại hay không, và nếu có thì nó là cái lý do gì, và nếu không thì nó là cái lý do gì? Thì thực ra cái mô hình này nó không phải là quá mới ha. Thực ra nó không phải quá mới, nhưng mà khi mà nó được đề xuất bởi những cái ông lớn ở trong thị trường, những cái ông mà thực ra cái lợi nhuận nó thực sự có, và tức là kinh doanh có lời và lời rất là nhiều, như Uni, AV hay là Arbitrum gần đây, thì nó mới là cú hích. Thì anh em có thể thấy rằng thị trường nó đã phản ứng như thế nào khi mà Uni nó ra một cái đề xuất như vậy. Hình như mình nhớ là tăng gấp đôi chỉ trong một vài tiếng đồng hồ.
chưa đến 12 tiếng đồng hồ thì nó tăng gấp đôi. Nhưng em có thể thấy rằng thực sự là những cái việc mà chia sẻ trung thu này là theo mình nhá, nếu mà bỏ qua những cái câu chuyện rào cản về mặt pháp lý có phải là cổ phiếu hay không vân vân, thì mình dưới một góc độ là nhà đầu tư thì mình ủng hộ thôi, tại vì thực ra cái này nó tạo ra một cái sự công bằng hơn, ít ra là ở một cái khía cạnh nhất định cho những cái token holder. Trước đây chúng ta cơ hay nói về những cái dự án gọi là lạm phát quá nhiều, về những cái mô hình real year các thứ, nhưng mà thực ra chúng ta đã chỉ ra được rất là nhiều những cái điểm yếu ở trong các cái tokenomics xưa cũ, và đặc biệt là đối với những cái tokenomics của các cái dự án mà nó dùng chính native token của mình để làm phần thưởng để mà khuyến khích thanh khoản, thì bây giờ chúng ta đã có một cái giải pháp, đó là chia sẻ doanh thu. Thì đây, nếu mà bất kỳ dự án nào mà người ta đưa ra được cái này, và nếu mà chúng ta tính toán lại những con số và nó cho một cái tỷ lệ thu hồi vốn ha, mình nói là hoàn vốn, nó kiểu như nó dưới 7-8 năm thì hoàn toàn là xứng đáng để chúng ta đầu tư thôi, tại vì nó rất là an toàn. Chưa chúng ta chưa xét đến những cái yếu tố về mặt tăng giá của token, mà chúng ta chỉ xét đến cái lợi nhuận chúng ta nhận được khi mà hold token nó thôi, thì nó đã ổn rồi. Và đặc biệt là trong cái bối cảnh mà thị trường như thế này, tức là những cái giai đoạn mà thị trường gặp khó khăn trong cái việc gọi là đầu tư hay là trade như thế này, chúng ta rất là khó kiếm tiền, đúng không ạ? Thì những cái việc mà đầu tư nắm giữ lâu dài vào những cái dự án dạng như vậy á, thì nó rất là hợp lý. Tại vì như nếu mà anh em theo cái trường phái đầu tư giá trị thì anh em cũng đã hiểu rồi, tức là đa phần chúng ta hold token, hold coin bây giờ chúng ta chẳng có gì cả, chúng ta chỉ cầm một cái số token và hy vọng nó tăng giá thôi. Thì nếu mà giả sử trong cái thời gian chúng ta cầm cái lượng token và chúng ta hold như vậy mà chúng ta kiếm được lợi nhuận thì điều đó là tốt thôi, chứ nó không có gì xấu cả. Và bây giờ thì ví dụ như em hold ETH thì em làm farm phải mang đi liquid staking này, liquid restaking này, bla bla, đúng không? Chúng ta dùng rất là nhiều cách khác nhau để chúng ta kiếm lợi nhuận, thì cái việc mà chúng ta stake vào một cái bản thân dự án đó và chúng ta hưởng chia là một cái việc nó đơn giản hơn rất là nhiều, và thậm chí cái lợi nhuận nó mang lại chúng ta còn ổn hơn nữa. Kiểu như chúng ta thực sự là chúng ta đầu tư và nắm giữ cái giao thức đó chẳng hạn, thì theo mình thấy đây là một cái hướng nó thực sự tốt thôi. Nhưng mà dĩ nhiên thì rào cản nó nhiều, ví dụ như là đặc biệt là rào cản về mặt pháp lý, anh em có thể thấy đa phần là đều ở dạng đề xuất. Và như Uni mặc dù đề xuất nhưng mà việc áp dụng vẫn chưa thấy đâu, tại vì rủi ro một cái là mấy ông SEC mấy ông vào, mấy ông làm việc liền, thì nó cũng cho nên đa phần các dự án mình thấy cũng kiểu đề xuất để mà thăm dò ý kiến từ mặt từ phía cộng đồng như thế nào, rồi thăm dò ý kiến từ các cái quỹ dự án nó như thế nào, quỹ dự án mà kiểu nó đầu tư vào giáo thức ấy, rồi cuối cùng là thăm dò cái dư luận, rồi thăm dò về mặt pháp lý nó như thế nào, thì đa phần là chúng ta vẫn ở cái giai đoạn thăm dò thôi. Nhưng mà nếu có thì chắc chắn là mình sẽ đầu tư, nhưng mà mình tính toán cẩn thận và mình thấy ok thì mình sẽ xuống tiền thôi, tại vì nó an toàn mà. Kiểu như chúng ta đầu tư vào một cái ngôi nhà, chúng ta có thể cho thuê sinh ra lợi nhuận thôi, nó không khác gì cả về mặt bản chất cả. Có thể là cái giá token nó sẽ hơi bấp bênh một xíu, nhưng mà đâu đó chúng ta có thể gọi là phiến phiến đi một xíu, thì cái cách so sánh của anh Bushiden thì nó cũng phần nào đó nói lên được cái mô hình đó. Dĩ nhiên là cái thời điểm mua chúng ta phải tính toán giá trị, chứ không phải là người ta ra tin xong thì tại thị trường crypto, vậy em cũng hiểu mà. Thông thường thì chúng ta sẽ hold và chúng ta đợi sell the news, chứ không phải là chúng ta đợi tin và ra chúng ta mới mua. Thì nếu anh em tin tưởng vào những cái dự án này nên em có thể mua trước, và thậm chí DCA nếu mà giá ok, và chúng ta có thể kiểu gọi là ví dụ như mình mua một lượng lớn tại thời điểm giá đúng như thế này, đúng không? Thì sau khi cái tin chính thức nó ra thì mình có thể chốt phần gốc và mình tiếp tục mình hold cái phần lời, và để cái phần lời nó lái cát thôi. Thì đó cũng là cái kết mình nghĩ là mình nói thêm chút, chứ anh em đừng có đợi tin ra giá ít hay vài anh em vào lưu định này rồi quay lại mắng nó từ mình là không được nha. Tất nhiên là nó vẫn còn một vài những cái rủi ro liên quan đến câu chuyện pháp lý, đúng không? SEC thì trong tuần rồi thì cũng cảnh báo một cái dạng tài sản mà nãy chúng ta cũng có nói là cái NFT rồi. Uniswap tuần rồi thì cũng gặp một vài trục trặc liên quan đến câu chuyện là cái token đòn bẩy. Thì đó cũng là một vài cái gạch đầu dòng mà mình nghĩ là anh em cũng nên quan tâm một xíu khi mà quan tâm đến cái mảng dự án, cái nhóm dự án nó theo kiểu thiết kế như thế này. Nãy giờ thì chúng ta nói khá là nhiều về các cái hạ tầng rồi, các cái kiểu sản phẩm rồi.
Nhưng mà chúng ta chưa nói về một cái thành tố nó cũng, em nghĩ là cũng khá quan trọng, đó là cái tokenomics. Thì trong cái giai đoạn trước thì chúng ta thấy là có một cái mô hình mà gần như là đến đâu chúng ta cũng sẽ nghe, đó là cái VE token, đúng không? Khởi nguồn là Curve Finance. Và sau này nó có một vài cái biến thể, ví dụ là VE33 chẳng hạn, rồi rất là nhiều thứ. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại chúng ta thấy là những cái mô hình này thực sự là nó cũng hơi thở oxy. Tuy nhiên là cũng có một vài cái dự án đặc thù thì họ cũng ứng dụng cái mô hình tokenomics này nhưng mà họ thành công. Vậy thì đâu là cái sự khác biệt và cái yếu tố nào nó tạo ra cái sự khác biệt, mặc dù là cùng cái mô hình tokenomics đó, nhưng mà ở giai đoạn này thì có một vài cái dự án họ ứng dụng và họ có thành quả. Thì anh Poseidon thấy sao về cái câu chuyện này? Thì đầu tiên, để mà anh em nào mới chưa có nắm được đó, thì mình sẽ nói sơ qua một tí. VI token là cái dạng mà chúng ta sẽ khóa cái token quản trị vào và nhận về một cái token đại diện cho cái số token chúng ta khóa. Ví dụ là VI token, ví dụ như khóa CRV, chúng ta nhận về VI CRV và khóa càng lâu thì cái phần thưởng mà chúng ta nhận được nó càng lớn đó. Và khi mà chúng ta có cái quyền quản trị lớn như vậy á, thì chúng ta có thể tác động đến những cái phần thưởng về mặt chia sẻ, những cái phần thưởng về những cái commission ở trong trong cái dự án đó, và chúng ta có thể trao cái quyền đó cho những cái bên thứ ba, những cái dự án mà nó muốn build on top ở trên các cái giao thức như vậy, giao thức lớn như vậy, và chúng ta nhận lại cái phần lợi nhuận chia sẻ từ những cái dự án đó, đại loại như vậy. Thì VE token nó cũ rồi, nó thực ra rất là cũ rồi, nhưng mà hiện tại vẫn còn nhiều dự án nó đang xây dựng theo hướng này và có thể là sẽ phát triển theo hướng này. Còn VE33 thì nó là một cái ý tưởng của Andre cha đẻ của John Finance, đại loại là ông kết hợp giữa VE này với thêm cái mô hình 33 là cái lý thuyết trò chơi của Olympus DAO á. Thì mình sẽ nói thì nó hơi khó hiểu một chút, đại loại là nó sẽ vừa có cái cơ chế khóa tài sản để mà nhận VE token, và cái thứ hai đó là nó lại kết hợp, nó khuyến khích người dùng đó là nắm giữ cái tài sản đó, và kiểu như chúng ta nắm giữ càng lâu thì cái giá token nó sẽ càng tăng, bởi vì cái protocol mà nó hoạt động theo cái mô hình mô hình 33 thì nó sẽ cái giá trị tối thiểu của giao thức thì nó sẽ bằng cái treasury mà chúng ta khóa vào ở trong đó. Thì đại loại là cái giá mà cái token nó sẽ càng tăng, nhưng mà khi mà nó mô hình này nó hơi Ponzi một tí, tức là nếu mà anh em mà không có chạy kịp thì khi mà những cái thằng mà nó lock đầu tiên thì nó xả một cái lượng lớn, rất là lớn, với cái giá token nó cao chót vót như vậy thì giá token nó lại sụp xuống thôi, và ai chạy sau thì người đó chết, đòi lại như vậy. Thì anh em có thể tìm hiểu kỹ hơn ở trên cái những cái bài viết của Cột 8 của mình, cũng có anh em cứ gõ từ khóa đó kèm với ví dụ như VE token là gì hay là VE33 là gì cộng với Cột 8 thì nó sẽ ra những cái bài giải thích chi tiết đó. Thì đại loại nó là như vậy. Thì thực ra mình sẽ nói kỹ hơn về VE token nhé, tại vì đối với mình thì có mô hình là VE33 nó kiểu như nó chỉ là một cái sự kết hợp điểm xuyết thêm cho nó có hương vị thôi, chứ mình không có đánh giá cao cái mô hình VE33, tại vì theo mình nó không bền vững, tại vì nó là kiểu lý thuyết trò chơi mà, và nó hơi mang tính Ponzi một tí, cho nên là nó sẽ không bền vững. Và thực tế thì VE33 hiện tại cũng không có dự án nào nó tồn tại quá lâu cả, đa phần là nói chung là hiện tại theo mình thấy là những cái dự án nổi tiếng, những cái dự án có tiếng thì chẳng ai áp dụng cái mô hình này cả, cho nên chúng ta bỏ qua VE33 nhé, chúng ta chỉ nói về VE token thôi. Thì đối với mình thì VE token rất là nhiều dự án áp dụng rồi, nhưng mà theo mình điểm mà thành công ấy, ví dụ như hiện tại vẫn là Curve Finance, CRV, hoặc là gần đây có một cái dự án mới nổi đó là Pendle thì cũng rất là thành công, giá token nó ít cũng rất là to, từ 0.1 0.2 đó, cái thời điểm nó lên đến Binance lên đến 5-6 đô ha, thì nó cũng là một cái con số rất là ấn tượng với một cái dự án phát triển trong âm thầm. Thì tổng kết chung nó như thế này, thì anh em cứ hiểu là VE token là cái token mà chúng ta cần phải khai thác được cái sức mạnh quản trị. Thì để mà khai thác được cái sức mạnh quản trị này và khiến cho nhiều người ta đồng ý khóa lock càng lâu càng tốt, thì bản thân cái dự án nó phải làm được cái câu chuyện này. Đầu tiên thì nó phải, đa phần nó sẽ là cái dự án thuộc mạng DeFi nhé, tại vì những cái dự án khác, ví dụ như dự án Layer 1, dự án về GameFi,
hay là những cái dự án về NFT, nó không có khó có thể làm được cái mô hình này. Thì lý do là mình sẽ đi tiếp cái ý thứ hai, cái đặc điểm thứ hai, đó là những cái dự án mà nó áp dụng cái mô hình Beta Token này thì nó sẽ có một cái mô sẽ có một cái dòng tiền đó, tức là nó sẽ có dòng tiền vào và dòng tiền ra, và cái sự luân chuyển dòng tiền trong đó, cái hoạt động ở trong cái giao thức đó nó tạo ra lợi nhuận thì nó mới đi theo cái mô hình Beta Token này được, chứ nếu không thì chịu. Cho nên là các cái dự án layer 1, những cái dự án GameFi thì nó có cơ chế hoạt động khác, cho nên nó không theo cái cơ chế này được. Và cái đặc điểm thứ ba đó là để mà cái giao thức nó thành công với cái mô hình Beta Token này thì ngoài yếu tố dòng tiền ra thì nó phải có một cái mô hình kinh doanh bền vững ha, tức là cái mô hình kinh doanh đó nó có thể vận hành một cách lâu dài, 5 năm, 10 năm, dạng như Uniswap này, dạng như Pendle này, dạng như Curve này, tức là nó sẽ có doanh thu, dĩ nhiên sẽ có lúc lời lúc lỗ, nhưng mà tự chung là cái mô hình kinh doanh này nó có thể vận hành rất là bền vững nếu nó đủ lớn và nó có lợi nhuận thì nó mới đi theo cái mô hình Via Token này được. Còn nếu không thì cái mô hình này, nếu không thì những cái dự án mà kiểu như nó cố nó áp cái Via Token này vào nhưng mà nó không tạo được bản, nó không đảm bảo được ba yếu tố này thì nó cũng thất bại thôi. Tại vì người ta sẽ không đủ cái hứng thú để mà người ta lock token vào và khóa trong dài hạn như vậy. Thì đó là ba cái điểm chung. Thì thì đó đó thì như đó cũng là đáp án cho câu hỏi luôn rồi đó. Ok, thì nãy giờ thì chúng ta đã điểm qua rất là nhiều những cái mô hình mà nó có thể coi là một phần kỷ niệm ở trong cái giai đoạn 2021. Tuy nhiên là cái phần này thì muốn biết cái góc nhìn của anh Poseidon về những cái mô hình mà đặc trưng một xíu mà anh Poseidon cảm thấy là rất là tâm đắc và sẽ theo dõi trong thời gian tới. Nhấn mạnh với anh em một xíu đó là những cái không chỉ riêng cái phần này nhưng mà tất cả những cái phần ở trên trong cái podcast này thì nó đều là những cái thông tin, những cái góc nhìn cá nhân của một mình thôi, nó không được xem là lời khuyên đầu tư anh em ha. Thì ok, thì chắc là muốn biết một vài những cái mô hình hoặc là những cái kiểu dự án mà anh Poseidon sẽ cảm thấy là quan tâm trong thời gian tới, sau khi chúng ta vừa điểm lại những cái thứ mà nó đã có dữ liệu trong quá khứ để chúng ta phân tích rồi. Thì thực ra câu hỏi này thì mình sẽ trả lời theo một cái hướng khác, tức là khi mà mình quan tâm dự án đó, thì như hồi nãy mình có chia sẻ về Via Token đó, rất nhiều dự án áp dụng Via Token nhưng mà hiện tại phải gọi là tồn tại và phát triển thì chỉ có một số cái tên nổi bật thôi. Thì cho nên là thực ra cái tokenomics anh em để ý là đối với mình không đầu tư meme coin nhé, cho nên mình không có siêu meme coin ở đây, mình đang nói theo dưới góc độ là mình quan sát thị trường đó. Em có thể để ý là meme coin tokenomics nó theo kiểu là nó tạo ra không phải để làm gì cả, vui thôi mà, meme coin thôi, như là một cái cộng đồng, một cái thứ giải trí thôi, một cái tín ngưỡng tôn giáo gì đó, một cái nhóm cộng đồng thôi, nó thích là nó tạo thôi. Và đa phần là dưới dạng là phi tập trung, kiểu như không có quỹ đầu tư, không có pre-sale, không có private sale hết. Đại loại như vậy, dĩ nhiên là sẽ có một số cái người ta nắm giữ cái phần lớn token từ đầu hoặc là một phần nào đó, nhưng mà dĩ nhiên là nó sẽ không có những cái vòng ray vốn gì đó. Đó thì cái tokenomics như vậy chúng ta chẳng có gì để phân tích cả. Nhưng mà rất nhiều meme coin chúng ta đã chứng kiến từ 2017 đến giờ rồi, nó vẫn tăng trưởng và lên dự án vài chục tỷ đô, vài tỷ đô là bình thường. Cho nên câu chuyện ở đây là mình là một người khi đầu tư dự án mình đều phân tích tokenomics, nhưng mà cái tokenomics hay cái mô hình thì nó không phải là yếu tố quyết định. Mình quan tâm hơn đến cái gọi là cái cách làm dự án, và nói như Nguyên nói, tức là cái mô hình kinh doanh đó. Cái mô hình kinh doanh nó là một cái chìa khóa then chốt dẫn đến cái dự án có đầu tư ở dựng nó có thành công hay không đó. Như hồi nãy chúng ta đã nói cùng làm layer 1 nhưng mà Ethereum và Solana người ta vẫn thành công bất chấp thị trường khó khăn như bình thường. Thậm chí là Solana hiện tại còn rất là nhiều người ta đang còn đề xuất ETF, nhưng mà chẳng ai đề xuất DOT ETF hay là Atom ETF cả, hay là những cái khác ETF cả. Thì đó là cái sự khác nhau. Cái sự khác nhau ở đây rõ ràng là đến từ cái mô hình kinh doanh và cái việc mà chúng ta nhìn nhận cái mô hình kinh doanh để mà chúng ta quyết định đầu tư nó cực kỳ quan trọng nhé. Theo mình là chiếm đến 60%, còn thực ra những cái yếu tố như team hay đầu tư vân vân hay là tokenomics thì nó chỉ khoảng 40% còn lại thôi. Thì hiện tại đối với mình, cái mô hình kinh doanh mà mình đang quan tâm á, thì mình quan điểm cá nhân của mình thôi nhé, thì mình vẫn đang quan sát những cái layer 2 và thứ hai là những cái layer 1 nó mới. Tại vì như mình đã nói, cái mô hình kinh doanh thì thực ra nó không quá mới, nhưng mà
mình thấy được ở trong số đó một số thứ mà mình kiểu mình thấy nó hay ho. Ví dụ như mình nói layer 2, ví dụ như là không phải là Starknet hay ZKSync đâu, mà mình thấy những cái điểm hay ho ở kiểu như Ronin Network hay là A8 ấy, ở cái góc độ ý tưởng, mặc dù có thể có những cái thời có thể có dự án lớn người ta đã thành công, có thể dự án người ta mới lon thôi, mới ra mắt thôi, nhưng mà chúng ta thấy được những cái ý tưởng của người ta đó là đến vào layer 2 nhưng mà đến vào một cái mạng là GameFi. Nó chuyển mình từ một cái, ví dụ như Ronin Network đúng không ạ, người ta chuyển mình từ một cái GameFi, khi mà GameFi gặp khó khăn người ta linh hoạt các người ta chuyển mình thành một cái layer 2 dành cho GameFi. Đó, tức là thay vì phải phụ thuộc vào game sống hay chết thì bây giờ tao không cần, tao khi nào có game là tao sẽ có tiền. Đó, tức là nó làm mình sinh thái cho game luôn. Và tương tự như vậy A8 ngày xưa nó là một cái gai game đúng không ạ, thì bây giờ nó cũng chuyển mình thành layer 2. Thì đó là những cái mà anh em cần phải quan tâm, tức là chỉ có sự thay đổi về mô hình kinh doanh đó. Cái góc nhìn của em thì cái mô hình mà em nghĩ là có thể áp dụng chung không chỉ riêng cho các cái hạ tầng, các cái dự án và các giao thức, mà nó có thể là áp dụng chung khi mà chúng ta nhìn vào những cái tất cả các quyết định luôn. Thì em thì em hướng tới một cái mô hình nó hơi hybrid một xíu, tức là nếu như mà cái dự án đó, cái đồng coin, cái token đó nó đáp ứng được cả hai cái yêu cầu. Thứ nhất là cái narrative nó đúng cái dịch chuyển của thị trường, tức là cái xu hướng phát triển của thị trường mà nó dịch chuyển đúng cái hướng đó thì đó là một cái điểm rất là tích cực. Cái thứ hai nữa là nếu như mà cái dự án đó nó tạo ra được một cái dòng tiền ổn định cho mình thì cũng nên cân nhắc, có thể là một hoặc tức là bản thân là nếu như mà có một cái yếu tố đó thì một trong hai yếu tố đó thì cũng rất là ok rồi, nhưng mà thực sự là với cái bối cảnh hiện tại của thị trường thì nên cầu toàn hơn một xíu, tức là nếu như mà cái dự án nó đáp ứng luôn cả hai cái yêu cầu, em tạm dùng cái từ là hybrid ấy, thì sẽ nên được ưu tiên trong cái bối cảnh hiện tại của thị trường, một cái giai đoạn mà cũng khá là nhạy cảm mà chúng ta cũng nên cẩn thận một xíu. Ok, thì em nghĩ là một cái tập mà trong một cái bối cảnh mà thị trường nó hơi nhàm chán nhưng mà chúng ta ngồi ôn lại chuyện cũ với nhau thì cũng là một cái giai đoạn cần thiết, một cái bước cần thiết để chúng ta nhìn lại những cái, tức là nhìn lại những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm trong giai đoạn trước, để chúng ta đâu đó cập nhật lại những cái cách chơi mới, những cái chiến lược mới cho mỗi cá nhân thôi. Thì rất là cảm ơn anh Poseidon đã dành thời gian đến với DeFi Discussion lần này, và có rất là nhiều cái chia sẻ hết sức thú vị liên quan đến cái câu chuyện là những cái mô hình trong cái giai đoạn trước và cái giai đoạn hiện tại. Thì rồi, ok, thì chắc là podcast lần này thì nó cũng rất dài rồi. Thì bây giờ sẽ là lời chào của anh Poseidon gửi đến các bạn đang nghe DeFi Discussion ha. Ok, rồi cảm ơn Nguyên. Thì đôi khi thì đây là podcast chúng ta ôn lại chuyện cũ thì hy vọng là cũng nhắc được anh em nhớ về những cái giai đoạn trước đây thị trường nó cũng từ khó khăn như vậy. Và nếu mà chúng ta kiên trì và chúng ta kiểu thực sự đầu tư cái sự tập trung của mình rồi trí tuệ của mình vào đó thì chúng ta sẽ vẫn có thể là tìm được cái cơ hội trong cái giai đoạn như thế này. Và thực ra mình nghĩ đây mới là những cái lúc mà chúng ta cảm thấy là cơ hội, tại vì chúng ta vẫn luôn cái logic của cái nhà đầu tư thì nó sẽ phải hơi ngược xíu, tức là chúng ta mua thì giá càng thấp càng tốt mà, tại vì chúng ta tin tưởng nó sẽ tiếp tục tăng trưởng trong tương lai. Thì hy vọng là cái podcast của tụi mình nó sẽ giúp cho anh em có những cái sự tích cực trở lại và có một cái nhìn tích cực hơn trong cái bối cảnh thị trường nó cũng đang khá là chán như vậy. Ok, thì cũng hy vọng là sẽ sớm được gặp lại anh em trong cái tập podcast tiếp theo. Ok, rồi cảm ơn anh Poseidon. Cảm ơn anh em đã nghe đến tận những giây cuối cùng của DeFi Discussion tuần này. Và chắc chắn chúng ta sẽ có cơ hội được gặp lại nhau trong DeFi Discussion tuần tiếp theo anh em ha. Rồi, bye bye anh em.